Các em thân mến, hôm nay thầy và các em chúng ta lại tiếp tục ở bộ môn mỹ thuật sống. Ở tiết này chúng ta gồm có hai tiết: vẽ trang trí, kẻ chữ in hoa, nét đều, nét thanh, nét đậm. Ở phần 1, chúng ta tìm hiểu về chữ in hoa nét đều. Ở phần quan sát nhận xét, chúng ta lưu ý các đặc điểm: tất cả các nét trong một con chữ đều có chiều rộng bằng nhau. Các em xem. Quan sát nhận xét. Một, đặc điểm: chiều rộng là bề ngang của các con chữ là khác nhau. Khi ta kẻ một nội dung chữ nào đó, ta cần điều chỉnh cho tỷ lệ các con chữ hợp lý. Em hãy so sánh cách sắp xếp các con chữ của các dòng chữ trên lễ phép. Chúng ta thấy có chữ lễ phép nữa. Và ở dưới cùng cũng có chữ lễ phép. Thì chúng ta thấy ở phần thứ ba là hợp lý. Ở phần 2 thì chúng ta tìm hiểu về cách sắp xếp dòng chữ. Thầy của chữ lễ phép. Ở đây các em xem. Đầu tiên, chúng ta ước lượng chiều dài, chiều cao của dòng chữ. Ở trong cách sắp xếp dòng chữ, chúng ta phát nhẹ tay các con chữ để lấy bố cục. Dựa trên nét phát, ta vẽ hoàn chỉnh dòng chữ bằng nét. Và cuối cùng chúng ta vẽ màu cho dòng chữ. Rõ. Cho các em xem một số bài tham khảo. Và chúng ta qua phần 2 là chữ nét thanh nét đậm. Đầu tiên chúng ta xem cái đặc điểm của chữ nét thanh nét đậm. Trên một con chữ chúng ta thấy có vừa có nét thanh vừa có nét đậm. Chỉ trừ chữ y là hoàn toàn là nét đậm. Chúng ta tìm hiểu đặc điểm của chữ nét thanh nét đậm. Thì tỷ lệ chiều cao và chiều ngang có thể thay đổi tùy theo ý định trình bày của người kẻ chữ. Thầy lấy chữ Điện Biên, dòng chữ nó vừa đúng khổ. Còn ở chữ Điện Biên thứ hai thì dòng chữ thay đổi chiều cao. Và cuối cùng là dòng chữ thay đổi chiều ngang. Qua các phần 2 thì chúng ta học cái cách sắp xếp dòng chữ. Thì đầu tiên chúng ta ước lược được chiều dài của dòng chữ. Chữ Điện Biên 30 cm. Sau đó chúng ta ước lượng chiều cao, chiều rộng của chữ. Chữ Điện Biên này thì chiều cao thì thầy lấy nó là 2 cm. Ở cách sắp xếp dòng chữ, chúng ta tìm hiểu cái phần thứ ba, đó là chia khoảng cách giữa các chữ, con chữ. Thầy vẫn lấy cái chữ Điện Biên ha. Các em xem. Trong mỗi chữ điện và chữ biên thì thầy lấy cỡ khoảng là gần 14 cm mỗi con chữ. Rồi, các em thấy chữ khác biệt là giữa chữ D
là chúng ta thấy nó có gồm 4 cm chiều rộng, nhưng mà ở chữ Y thì chúng ta thấy nó cỡ khoảng chừng 2 cm, còn ở chữ E thì nó cỡ 3 cm. Nó có sự biến đổi về theo cái chiều khổ rộng của từng con chữ. Chúng ta tiếp tục là ở phần số 4 là phát nét kẻ chữ. Thầy vẫn lấy chữ Điện Biên ha các em. Sau đó, sau khi chúng ta phát xong nét của chữ thì chúng ta chuyển qua tô màu chữ và tô màu nền. Chúc em làm bài thành công. Thì ở phần dặn dò thì thầy muốn là em sẽ kẻ dòng chữ học tốt bằng kiểu chữ in hoa nét đều, kẻ khẩu hiệu học tập, trình bày trên khuôn khổ giấy A4, sử dụng màu cho chữ và nền tương phản. Chúng ta chuẩn bị bài sau là đọc trước bài vẽ tranh đề tài ngày Tết và mùa xuân. Các em giữ lại bài vẽ sau khi vào trường nộp lại cho thầy.